đâu. Đây nè chân chung. Ngọt không anh chị? Chân chung ngọt không? Ngọt lắm. Ngọt lắm luôn hả? Rồi rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi. Rồi sao đưa con bé Ray qua? Ẩm đi qua. Ẩm đi qua luôn được. Qua bằng được mình được. Được được. Con nó bự mà. Đây đây đi qua đây. Đi qua đi qua đi qua đi qua. Xin chào quý vị, hiện tại là Bằng Võ đang có mặt trong vườn chôm chôm ở Cần Thơ quý vị. Đây là Cồn Sơn, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng cỡ 30 phút lái xe quý vị. Và muốn qua đây phải đi bằng tàu á. Đây chôm chôm nữa quý vị. Đã chưa? Qua trời qua đất. Tuyệt vời. Ngoài vườn chôm chôm thì trong đây còn có cá lóc bay nữa. Đây. Anh Đức hái hả? Cẩn thận Đức ơi. Cây cao quá ha. Nhưng mà anh này mà nó chín đỏ hết rồi anh Đức. Cái này ăn đâu còn nghe chua nữa ha. Cho em phải ăn nó chua chua mới ngon. Ở đây thấp thấp xong hái lên cho cao trời. Đây nè. Thấp thấp nè. Chòm qua hái là được. Đây hả? Ừ. Đó. Chồm ra hái được. Cái đó nó chồm nổi đâu. Ừ. Đây nè. Hồi nãy anh kiệm leo đây. Ôi là chồm đây nè. Nhìn dậy không dễ thôi. Bắt cái ghế lên đứng hái cũng được rồi. Ừ. Quá trời quá đất. Ừ. Thôi cho một cái đi. Đưa bẻ mạnh với xanh bẻ. Chín quá. Cái này chín. Đừng có đỏ quá. Này nó hơi chín rồi. Hơi chín là hết giòn. Ừ. Hết độ giòn. Ừ. Không? Ừ. Ừ. Chôm chôm chóc ngon bằng chín quá. Rất là ngọt luôn á. Ngọt lắm, nhưng mà nó không giòn nè. Ừ. Đây 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 đây. Ngọt à. Hello. Hi baby. Bé Ray xin chào cô chú. Dơ con. Phải bye bà. Yeah. Cho con nè, cầm đây nè, cầm lên chụp hình đi. Cô lấy nhỏ xíu, không đâu có ăn được đâu mà lấy nhỏ xíu. Cái này mới ăn được nè. Cầm đi, đi cầm cho bố chụp hình đi. Cầm ở đây đi chụp hình con. Anh nhỏ quay nhỏ quay nhỏ xíu. Con lớn rồi, con ăn cái lớn đi. Rồi, mời cô chú anh chị cả nhà mình tập trung ở đây xem có lớp bài nha.
giới thiệu quý vị là anh này là cái người có thể làm cho cá lóc nghe lời. Cá lóc nghe lời anh đúng không? Đúng rồi. Coi nè, anh tên gì rồi. Anh? Anh tên Tâm. Anh Tâm cá lóc. Rồi mời cả nhà tập trung ở đây nha. Đây em giới thiệu với cả nhà mình là cái ô cá này là được 2 tháng rưỡi tuổi nha. Chín rưỡi là 4 tháng, bên trong là 9 tháng. Trước khi mình tập cho nó bay lên đều, bay lên đồng loạt là mình tập từ nhỏ nha. Từ lúc nó bằng chiếc đũa thôi. Phân ra hai giai đoạn, thứ nhất là mình phải gõ gì nè. Vì sao mình phải gõ như vậy? Tất nhiên là do cái tập tính con cá này nha. Cái tập tính con cá lóc này á là nó sống ở vùng đầm lầy mà. Ba ngày trời nắng nó sẽ chúi dưới sền hoặc nó tìm cái chỗ có rong rêu nó trốn. Và đặc biệt thứ hai nữa là con cá này mùa đông nó không săn mồi nha. Thành thử mình để vô dèo mình tập mình gõ như vậy. Và cái cách tập thứ hai nữa là cách mình quăng thức ăn. Lúc nó còn nhỏ là mình quăng thấp từ từ mới quăng cao lên. Thì mình duy trì mình tập như vậy là mất khoảng 3 đến 4 tháng như vậy nha. Đến lúc đó nó sẽ trở thành phản xạ có điều kiện, nó nghe đúng cái âm thanh gõ, đúng cái quăng thức ăn nó sẽ bay lên đầu lọt nha. Rồi cả nhà ơi, bắt đầu mình chuẩn bị xem nha. Đây, 1, 2, 3. Wow. Dạ, nó bay theo phản xạ mà. À, vừa bay vừa làm động tác, nhưng mà có một cái là không có đá từ chỗ này. Mời cả nhà nha. Đây, bắt đầu nè. 1, 2, 3. Wow. Rồi, phải anh 9 tháng đi. Không. Mấy anh này là còn 10 ngày nó đẻ phải không? Cái này phải giữ nè. Nào, nhiều khách là cá này no liên tục luôn. Dạ rồi. Cái ô này là được 9 tháng nha. Thì ở đây con cá ở đây chủ yếu là mình tập để làm du lịch thôi nha. Khi nó to quá tầm khoảng 2 năm tuổi trở đi thì ở đây mình sẽ thả nó về môi trường tự nhiên chứ không ăn thịt không bán nó nha. Còn không nướng chui anh? Dạ bắt đầu đi vào ngõ ngao bây giờ. Hàng ngày người ta đã làm việc cho mình rồi, người ta cho mình thu nhận rồi. À. Mình phải đối xử nhân văn như vậy nè. Quá hay. Cô chú anh chị bắt đầu 1, 2, 3. Ôi giời. Quá dữ. Quá. Bay không? Qua coi cá trê. Ao cá trê. Mời cả nhà mình qua đây xem cá chê gà hay còn gọi là cá chê Việt Cạn nha. Cá này bự quá. Có cá vàng luôn. Cá vàng đó là nó bọc dưới cái đại ra nha. Dạ
Dạ, như hồi nãy em giới thiệu là con cá ở đây là khi nó to em sẽ thả nó về môi trường tự nhiên nha. Nhưng mà nó còn ở lại một đàn rất là đông. Bởi vì mình tập thêm cái dịch vụ cá bú bình cho mấy anh chị trải nghiệm chơi. À, cho biết, nhưng mà khi mình trải nghiệm nhớ đừng có thọt tay xuống nha. Đây là mới thay cái ti. Một ngày có thể hai cái như vậy. Ồ, tính ra nó hao hơn bé nhà em rồi. À, thấy không? Đó. Đó. Giật mạnh lắm nha, mình xuống trải nghiệm đi chơi cho biết. Đây, giờ mình chụp hình đó. Hả? À, vô đi. Cầm chắc cái bình nha, mất cái bình á. Mất cái bình nữa nha. Thấy sợ không nha? Bú không? Bú không? Bú 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 bú. Cho con bú rồi cho cá bú luôn. Táp bọc bọc nha. À, thật ra đồ ăn rớt xuống ra. Nè, con này bự nè, con này bự nè. Trời ơi. Đừng mất cái bình nha. Cắn cái bình không? Không, nó ngậm vô để nó rớt cái đồ ăn ra. Ủa? Vô. Rồi, để cho mấy anh chị khác nữa em. Em cho bú hết bình luôn. Em cho bú hết bình đi. Vừa thôi. Chị cầm cái bình chắc chị mất cái bình á. Bye bye.